Nói đi. Là thế này, sau khi bạn trai thời đại học của cô ấy ra nước ngoài, hai người họ chia tay. 3 năm nay, cô ấy vẫn làm việc ở công trường, nhưng vừa được chuyển đến Hưng Thần. Bạn trai cô ấy tên gì? Hình như là Trần Hiếu Chính. Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của Trình Vi không? Phải, anh là ai? Tôi chính là Trần Hiếu Chính. Sau khi bạn trai thời đại học của cô ấy ra nước ngoài, hai người họ liền chia tay. Hình như tên của anh ấy là Trần Hiếu Chính. Em đã có một mối tình đầu chết đi sống lại. Chia tay một tên khốn mà em từng có ý định gửi gắm cả đời. Em thật lòng cảm ơn mọi điều anh đã mang đến cho em. Chúng ta nói chuyện phiếm đi. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Lần trước cậu bảo muốn nghe kể về chuyện tình cảm của tôi. Đó là một cô gái thanh mai trúc mã, trưởng thành cùng tôi. Anh có còn là đàn ông không? Vứt bỏ mọi thứ trong nước chạy theo Milan. Vì cái gì? Anh không có trách nhiệm sao? Giám đốc Lâm, kiểm tra giúp tôi. Buổi chiều có chuyến bay nào tới Milan không? Giám đốc Lâm, xin đợi một lát. Buổi chiều chỉ có chuyến bay đi tới Rome thôi. Được rồi, đặt cho tôi chuyến đó. Vâng. Trần Hiếu Chính. Sao anh lại quay về? Lẩm tỉnh, anh điên à? Anh bị thần kinh à? Phải, tôi bị thần kinh. Tôi thật không ngờ người đàn ông vứt bỏ Trình Vi chạy đến Milan lại là cậu. Nếu sớm biết là cậu thì không phải là tới hôm nay tôi mới đánh cậu. Cậu đã biết tôi là ai từ lâu. Chuyện này có quan trọng không? Trần Hiếu Chính, ngoài sự nghiệp của mình, còn điều gì khác quan trọng với cậu không? Tôi đến Thanh Châu họp với sếp. Mai tôi về. Thư ký Trịnh, chị là chị Lý. Chị Lý, sao chị đi lại chẳng phát ra tiếng động vậy? Tại em không có nghe thấy thôi. Tiểu Trịnh, có bạn trai chưa? Vẫn chưa. Em xem, cô gái tốt thế này. Đúng là đáng tiếc quá. Chị không có em trai. Chứ chị mà có em trai thì nhất định sẽ cho nó cưới em đấy. Chúng ta thành người một nhà. Nhưng không sao, lần sau nếu có cơ hội, chị Lý sẽ giới thiệu một người cho em. Cảm ơn chị Lý. Em xem, thấy có duyên với em nên chị mãi nói chuyện thôi. Chỉ còn cái việc quan trọng phải làm rồi. Chị Lý, giám đốc Chu đi công tác ở Thanh Châu rồi. Hôm nay anh ấy không có ở đây. Vậy phải làm sao? Chỉ có một bản báo cáo của cuộc họp thường niên cho công ty cuối năm, cần giám đốc Chu gật đầu ký tên. Phải làm sao bây giờ? Có cần gấp không? Không gấp thế nào được chứ? Em nghĩ mà xem, Hưng Thần chúng ta là doanh nghiệp lớn. Trên dưới công ty có đến mấy ngàn người. Một năm qua, mọi người đều rất vất vả. Chị Lý làm công tác hậu cần nên cũng muốn làm chút việc gì đó cho mọi người. Chị muốn tổ chức một hoạt động mà mọi người đều thích, để mọi người được vui đấy. Được đó, đây là chuyện tốt. Nhưng không có tiền, không có kinh phí thì làm sao tổ chức hoạt động được? Em nói có phải không?
Vi Vi. Chị gọi em là Vi Vi, em không để bụng chứ? Tất nhiên là em không để bụng chị Lý rồi. Chị thấy chị và em rất hợp nhau. Vi Vi à, em xem đi. Khoản tiền chị báo cáo lên, liệu giám đốc Chu có phê chuẩn không? Chuyện này thì sao em biết được? Em không biết thì ai biết? Chị chỉ hỏi bừa vậy thôi. Thế theo em, giám đốc Chu sẽ nói sao? Chuyện này chị chỉ muốn hỏi riêng em thôi. Thực ra chị đã hỏi giám đốc Khưu rồi. Giám đốc Khưu nói chắc chắn giám đốc Chu sẽ không có ý kiến gì, thì chị mới dám cầm báo cáo qua đây. Ai cũng biết giám đốc Chu rất chặt chẽ trong khoản tiền bạc. Đâu ai muốn mua việc vào người. Em nói có phải không? Em là thư ký được giám đốc Chu tuyển chọn. Giám đốc Chu chọn người cũng nổi tiếng là nghiêm ngặt đấy. Em là được anh ấy chọn lựa kỹ càng nhất. Dù ít dù nhiều cũng phải hiểu tâm tư anh ấy chứ. Nếu em nói cho chị vài câu, chị cũng yên tâm phần nào đấy. Em gái xinh đẹp à? Vi Vi, em mau xem qua đi. Nào, em xem đi. Được rồi, để em xem cho. Nếu thật sự là làm việc vì nhân viên, kinh phí lại hợp lý, có lẽ giám đốc Chu sẽ đồng ý. Chị cũng nghĩ thế. Vi Vi, Vi Vi à, em tốt thật đấy. Nghe em nói vậy chị yên tâm rồi. Tốt quá, cảm ơn em. Chị đi đây, tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Chị đi cẩn thận nhé. Giám đốc Chu, đừng ăn nữa, vào phòng làm việc với tôi. Sao vậy thầy? Cô xem chuyện này là thế nào? Tôi đồng ý chi khoản tiền này từ khi nào vậy? Lúc nãy khi tôi về đến đây, bệnh hậu cần đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động rồi. Chỉ đợi tôi về để ký tên phê chuẩn, sau đó sẽ báo cáo lên chủ tịch. Năm nào cũng tổ chức họp thường niên, chủ tịch nói rồi, không cho phép họ dùng cách thức vô trương thu hút sự chú ý của mọi người. Khưu Kế Dương rất thông minh, sẽ không rơi vào vũng nước này. Lúc nãy tôi đã hỏi họ, ai đã đồng ý trước khi tôi về. Người của phòng hậu cần, phòng tài vụ, phòng kế hoạch đều đồng loạt bảo rằng do chính miệng cô nói. Giám đốc Chu chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không hả? Thư ký Trịnh, cô cũng được đấy. Mới đi làm chưa được mấy ngày đã dám qua mặt tôi. Hay là về sau cô ngồi luôn ở đây đi nhé. Em không bảo họ làm công tác chuẩn bị trước. Cô đừng nói nữa. Tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra tôi phải nhắc nhở cô. Điều quan trọng nhất trên cương vị này của cô chính là thận trọng trong lời nói. Cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì đừng. Thà đừng nói còn hơn để người ta nắm thóp. Nhớ kỹ chưa? Nhưng chị Lý bảo em rằng giám đốc Khưu nói thầy sẽ đồng ý. Lời này mà cô cũng tin được à? Bao năm qua Khưu Kế Dương ngồi không trong phòng chắc. Phòng hậu cần đoán chắc tôi sẽ không đồng ý, nên mới lấy cô ra làm kẻ chịu trận, tiền trảm hậu tấu, để tôi không thể ngóc đầu trước mặt chủ tịch. Chắc chị Lý đã hiểu lầm ý của em rồi. Giờ em sẽ nói rõ lại, đứng lại. Bảo chị Lý của phòng hậu cần và người phụ trách hoạt động lần này tới văn phòng của tôi. Núp ra phía sau. Đi đi. Mau lên. Không được ra.
Vào đi. Giám đốc Chu, anh về rồi à? Giám đốc Chu, tôi là người của phòng kế hoạch 1, phụ trách hoạt động được phê duyệt lần này. Cuộc họp thường niên lần này là thế nào vậy? Giám đốc Chu, lần này đúng là do tôi làm không đúng. Nhưng tôi cũng chỉ là có ý tốt thôi. Vì tôi biết anh đi công tác, nên không dám quấy rầy. Nhưng để anh đi công tác về, thời gian chuẩn bị của tôi lại không đủ. Thế nên, liền đến hỏi thư ký Trịnh. Cô ấy nói Phó Chủ tịch Chu nhất định sẽ đồng ý. Vậy là tôi nghĩ nhất định là sẽ đồng ý. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, một thư ký cỏn con lại dám tự ý nói lời như thế. Chúng tôi cũng nghe ý kiến của thư ký Trịnh, mới dám thông báo phòng tài chính đồng ý ứng ra. Lê Duy Nguyên, cậu nói gì vậy? Lời nói dối như thế mà cậu cũng nói ra được. Cậu có xứng đáng với lương tâm của mình, với đất nước này không? Với bố mẹ của cậu nữa? Sao cậu có thể nói bậy bạ như vậy? Đổi trắng thay đen, cậu mau làm rõ cho mình. Nếu không, mình sẽ lột da bẻ xương, uống máu cậu. Cái tai nào của cậu nghe thấy mình nói như vậy hả? Ý kiến nào? Ý kiến nào? Cả chị nữa. Tôi coi chị là chị cả. Chị hỏi ý kiến tôi nói cho chị ý kiến của tôi. Tôi nói ý kiến của tôi là ý kiến của Phó Giám đốc Chu sao? Hai người câu kết với nhau làm việc xấu. Được rồi, đừng nói nữa. Thầy, là bọn họ ăn nói lung tung, đặc điều nói láo, sao em im được chứ? Em phải nói chân tướng sự thật ra. Em xem hai người đó, sau này còn nói nhăn cùi gì nữa? Sao em lắm lời thế? Biết nhiều thành ngữ lắm phải không hả? Hôm nay vậy, dùng thành ngữ viết cho thầy một bản kiểm điểm 5.000 chữ, để xem em còn nhiều lời oán trách như thế không. Bây giờ em chỉ cần nói từ xin lỗi. Em xin. Được rồi, ra ngoài cả đi. Đi đi. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Vivi, tân hôm nay của em lạnh quá đấy. Một mình anh rất chán. Mau cho anh một cái ôm ấm áp đi nào. Vivi, Nguyên Nhi đâu? Sao không về cùng em? Vivi, anh nghĩ kỹ rồi. Ở chỗ em mãi cũng không phải cách. Anh chuẩn bị chuyển đi rồi, tìm một nơi ở mới. Trước khi đi, anh đã mua một con gà quay, chuẩn bị Giáng sinh cùng hai em đây. Thế nào? Vivi, Nguyễn Nhi đi đâu rồi? Anh có thể đừng nhắc đến cậu ta không? Thôi quên đi, chuyện này cũng không liên quan đến anh. Em chỉ là không muốn sống cùng với loại người đó nữa. Hãy nghĩ đến việc em ở cùng cậu ta là em tức điên đi, khó chịu cả người. Anh nói xem, sao cậu ta có thể làm như vậy chứ? Anh nghĩ mà xem, lúc anh vừa chuyển vào, cậu ta đã sỉ nhục anh thế nào? Chỉ cần là người, đều không thể chịu đựng được. Anh... Cái đó, Vivi, em... Có phải hai em có chuyện hiểu lầm không? Đều là bạn đại học với nhau, có gì từ từ nói. Có gì không tháo gỡ được chứ? Đúng rồi, Vivi, lúc chiều có người đưa lò sưởi tới. Nói xem, tham gia hoạt động sữa chua Thanh Khiết, trúng thưởng lớn. Em chưa hề uống sữa chua bao giờ. Không thể. Anh còn tra thử, hơn 3.000 đấy. Em có cần không? Anh mang đi. Nhà mới anh chuyển đến chẳng có đồ gì cả. Nguyễn Nhi, tôi thật không ngờ cậu có thể làm chuyện vô sĩ đó. Đến hôm nay tôi mới biết thế nào là phòng lửa, phòng cướp, phòng bằng thân. Làm gì vậy? Ầm ĩ nhỏ thì thôi, còn coi là thật nữa à? Đứng yên đi. Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, Giáng sinh vui vẻ. Cậu giở trò hãm hại tôi thì là tình yêu lớn lao của kỹ sư chắc, còn tôi thì là vô sĩ. Chỉ ít tôi không làm những chuyện như cậu. Lý Dư Quyên, tôi hỏi cậu, có phải cậu và chị Lý thông đồng với nhau vu hại tôi trước mặt của Phó Giám đốc Chu? Tôi không hề. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Có gì từ từ nói chuyện. Nguyễn Nhi, Vivi không có ý đó đâu. Lê Du Quyên, cậu thật ích kỷ. Tôi ích kỷ.
cậu mới ích kỷ đấy. Tôi chỉ hỏi cậu, nếu không phải thư ký Trịnh cậu gật đầu, chị Lý sao lại chia ra chi phí tài chính chứ? Tôi nói sai câu nào? Tôi làm sai việc gì? Cậu làm đều đúng cả, đều không sai. Vậy cậu nói xem, cậu vào công ty bằng cách nào? Cậu cần gì biết tôi cách nào? Lễ duyên này vào cách nào? Không có xấu hổ đâu, thì sao nào? Được rồi, có gì từ từ nói, không biết xấu hổ cái gì chứ. Có lúc thực sự cảm thấy không biết xấu hổ là gì. Đương nhiên rồi, Ngọc Diện Tiểu Phi Lâm cậu cần thể diện hết sao? Anh Lâm, Trần tài tử của cậu, nói đi nói đi, cậu còn chẳng giữ được nữa. Được rồi, tùy việc thôi, đừng có mang dao mà đâm, đẫm máu lẫn nhau đấy. Có giỏi thì cậu nói lần nữa đi, nói lại thì nói lại. Tôi vẫn luôn là như vậy. Cậu cũng không phải là mới biết, thế nên ngày nào cậu cũng nói Nguyễn Nguyễn mới là bạn chân chính của cậu. Cậu chưa từng coi tôi là bạn, nên cậu mới ngày ngày lừa tôi. Rõ ràng cậu có chống lưng thì sao còn giấu tôi? Cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra, chống lưng của cậu chính là phó giám đốc Chu. Cậu mãi mãi là tốt nhất, được đón chào nhất, tất cả mọi người đều hướng về cậu. Nguyễn Nguyễn hướng về cậu, Tiểu Bác hướng về cậu, Hứa Khai Dương hướng về cậu, Trương Khai cũng hướng về cậu. Tôi là cái gì chứ? Tôi không biết xấu hổ à? Cậu vừa lòng rồi chứ? Thôi đi, chính vì cậu như vậy nên cậu mới không có lấy một người nào. Bởi vì cậu không hề biết thế nào là thật lòng, cậu không hề biết thế nào là bạn bè cả. Vì Vì, anh đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục rồi, còn chưa biểu diễn nữa. Ngực vỡ mảng lớn, trời cao liếm ngón chân. Nguyễn Nhi, đêm hôm rồi, trời lạnh như vậy, em ấy đi một mình phải làm sao bây giờ? Còn không mau đuổi theo, đi. Anh cũng đi cùng cậu ta đi, tương lai của tôi không cần đám bạn giả dối các người. Còn nữa, hôm nay không phải là Giáng sinh gì cả, là đêm trước Giáng sinh, đồ ngốc. Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, mở cửa ra nào. Nguyễn Nhi, cô làm tôi hết cả hồn. Sao cô lại ngủ ở đây? Đây là nơi nghỉ trưa của công ty, sắp vào làm rồi, cô mau dậy đi, bị người khác nhìn thấy là không được. Mau thu dọn đồ đi, đây là công ty sao lại ngủ ở đây chứ? Con gái bây giờ thật chẳng ra gì. Anh Quách, chào buổi sáng. Chào anh Lưu, hôm nay anh dậy sớm thế. Tôi vào nhà vệ sinh cái đã, tôi cũng đi. Tôi nói anh nghe, nhất định phải đi theo tôi, anh biết chưa? Ai mà sớm thế. Mau lại đây, sao thế? Rosland, đồng nghiệp nam vào trong công ty chúng ta dùng cái này sao? Bên dưới, dép đi trong nhà hình. Lại lại,
Cầm lấy. Biến thái. Ai ở trong đó? Mau ra đi. Mau ra đi. Tôi nói cho anh nghe, anh đừng có ở trong đó. Anh mà không ra tôi sẽ đập cửa. 3, 2, 1. Vi Vi. Vi Vi. Làm trò gì thế? Tất cả nhân viên đều nhìn thấy em mặc đồ ngủ từ nhà vệ sinh nam đi ra. Hưng Thần thành lập bao nhiêu năm nay, cảnh tượng kỳ quặc như vậy mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Em chuyển ra khỏi ký túc xá rồi, tạm thời chưa có chỗ ở, nên muốn ở công ty vài ngày. Bậy bạ, làm gì có nhân viên nửa đêm ở lại công ty. Được rồi, đừng có chơi trò trẻ con nữa. Hôm nay chuyển về đi. Biết rồi. Thầy, đây là bài kiểm điểm em viết bằng thành ngữ. Không thể viết được quá nhiều thành ngữ, chỉ viết được mấy trăm chữ. Thầy xem đi. Được rồi, tôi sẽ xem. Đi đi. Alo, Giám đốc Lâm, cậu nói đi. Tốt quá. Từ nay về sau, đây là nhà mới của mình. Thầy, cà phê của thầy đi, ít đường ít sữa. Tối qua vẫn ở lại công ty à? Tôi nhắc nhở cô, cô phải chú ý một chút. Nếu không, cẩn thận tôi đổi ý tiễn cô đi. Tôi thiết kế, đưa cô về công trường. Đừng mà. Không phải em muốn ở lại đây đâu. Em thực sự không còn nhà để về nữa. Thật không còn cách nào với cô. Alo, phòng hậu cần phải không? Ký túc của công ty chúng ta còn không? Đúng rồi, phòng đơn. Tìm cho tôi một căn phòng ngủ, một phòng khách. Cảm ơn thầy. Không có mắt à? Trương Khai. Trương Khai, đừng chạy, Trương Khai. Cậu đừng có chạy. Trương Khai, đứng lại cho tôi. Chết tiệt. Cậu đừng có chạy. Này, đứng lại. Cậu,
Cậu chạy cái gì chứ? Thầy rượt thì em phải chạy thôi. Cậu không chạy thì tôi đâu có rượt. Thầy rượt em mà. Em mới chạy chứ. Cậu còn lấy bánh quẩy ném với tôi nữa. Cậu ném chết người được à? Đứng lên. Đi đâu? Cậu đứng lên đã. Kéo em cái. Đi theo tôi. Đi đâu? Đồn công an. Tôi rót cho cậu. Không cần. Em có. Chỗ em đây. Được rồi. Phục vụ, cho tôi thêm một túi. Không cần, Trương Khai. Đừng có gọi thêm, ăn không hết lãng phí. Thầy, lâu lắm chúng ta không gặp. Lâu lắm rồi, 4 năm rồi. Xin lỗi hai người, chúng tôi đã mang đầy đủ thức ăn rồi. Được. Thầy biết 4 năm qua em nhớ thầy thế nào không? Nhớ tôi. Thầy, em nói thầy nghe. Em bây giờ phú quý như là mây tan vậy. Em thấy tiền như thấy rác rưởi. Mấy thứ này đã là cái gì? Ăn thoải mái đi. Trương Khai, tôi vừa chuyển tới đây. Sau này chúng ta còn nhiều dịp để ăn chung lắm. Hơn nữa có tiền cũng không được lãng phí. Thầy Vũ, bây giờ em theo đuổi bất động sản. Cái này thầy cũng biết. Lúc đi học em học cái gì? Công trình môi trường. Có quan hệ mật thiết với ngành bất động sản. Đúng. Hơn nữa, bây giờ lương của em một tháng là 18.000. Mấy thứ này chỉ đáng mấy đồng thôi, ăn thoải mái đi. Em nói thầy nghe, thầy cứ ăn đi. Được rồi, ăn đi nào. Mau đi, cảm ơn. Kiếm được nhiều tiền như vậy thật tốt quá. Thầy Vu, bây giờ thầy đang làm gì? Tôi... ngành tài chính. Cậu cũng biết ngành tài chính gần đây rất dễ kiếm tiền. Tôi phát hiện tôi rất có duyên trong lĩnh vực tài chính. Hơn 20 năm trước thật lãng phí. Không nhắc đến nữa. Nào, cạn ly. Cạn ly nào. Thầy Vũ, nào. Là ông ấy. Là thầy Vũ. Ông ấy đột nhiên ôm em, quấy rối tình dục. Thật sự không phải như thế. Vì sao mấy người không tin tôi? Vì sao không tin tôi? Các người tin lời nói một phía của nữ sinh. Các người là một lũ ngu ngốc. Ngu ngốc. Các người biến tôi từ một người thầy dạy môn chính thành thầy giáo dạy môn phụ. Không sao. Không sao cả. Tôi không để ý. Tôi chỉ muốn đứng ở trong lớp học, đứng dạy học cho các em học sinh. Nhưng các người. Nhưng vì sao các người lại dùng ánh mắt thế tục, ánh mắt bẩn thỉu để hủy hoại sự trong sạch của tôi? Các người không một ai hiểu tôi cả. Các người không một ai hiểu tôi cả. Các người đều muốn tôi đi. Tôi đi. Được. Tôi đi. Tôi đi. Tôi từ chức không làm nữa. Làm gì thế hả? Làm gì vậy? Sự nhơ bẩn đáng thương sao có thể rửa hết? Sự trong sạch đáng thương sao chứng minh được hết? Nào, thầy Vũ, nào. Thầy uống nhiều quá, không sao. Nào. Thầy Vũ, có phải thầy uống say quá không? Không sao, không sao. Tôi... Trương Khai. Trương Khai. Em phải tin tôi. Em phải tin tôi. Em phải tin tôi. Tôi nói em nghe. Lúc đó, tôi với Lê Duy Quyên, tôi không có. Thầy Vũ, tôi không có. Tôi thực sự không có. Đều đã qua rồi, quá rồi. Tôi nói em nghe. Các người đều không biết sự việc. Bọn họ đã đổ oan cho tôi. Tôi thực sự không muốn. Tôi thực sự không muốn có ý định gì với con bé đó cả.
Không có, thầy à. Em hiểu, thật sự là hiểu mà. Cậu hiểu cái gì chứ? Các người đều hiểu, các người đều biết nói. Các người đều hiểu, không một ai cả. Thầy, sao thầy không hiểu chứ? Em chưa bao giờ nghi ngờ thầy. Thực ra em cũng đã từng nghi ngờ thầy. Trương Khai, chúng ta uống tiếp đi. Phục vụ thêm hai gian tiểu bạch nữa. Bác Tài, đây này. Anh hướng dẫn cho quản lý Lâm nhé. Thầy ơi, tôi... Sếp Chu, em vừa phải xác nhận mấy tài liệu kiến trúc với công ty vật liệu xây dựng nên tới muộn. Xin lỗi anh. Không kịp giờ rồi sao? Hôm nay quản lý Lâm chủ yếu là muốn tìm hiểu dự án của chúng ta. Em giới thiệu cho anh ấy. Thư ký Trịnh, vất vả cho cô. Đồ giả tạo. Gì cơ? Em nói đừng khách sáo. Được. Được rồi, sếp Chu. Qua bên này xem đi. Nào, bên này. Xem bên này này. Chúng tôi nhất định sẽ làm kịp với thời hạn công trình này, anh yên tâm. Giám đốc Lâm, cậu xem, bên này là giai đoạn 2. Cậu xem đi, giai đoạn 3 đang được triển khai. Giai đoạn 2 tốn khá nhiều thời gian. Anh xem bên này đi. Tòa nhà phía đông sắp thi công xong rồi. Còn nữa, không mượn anh lo. Đến công trường mà đi về cao gót à? Thầy, em xin lỗi. Đi thôi. Nào, cẩn thận. Bên đó là trung tâm thương mại. Chúng ta đi xem đi. Thư ký Trịnh, không sao chứ? Giám đốc Lâm, tôi có việc phải về công ty. Cậu có muốn tìm hiểu gì thêm không? Thư ký Trịnh sẽ giới thiệu cho cậu. Tiểu Trịnh, có gì cô giới thiệu thêm với giám đốc Lâm nhé. Đúng rồi, cô lưu số của giám đốc Lâm chưa? Giám đốc Lâm, số điện thoại của anh... Tôi nghe máy đã. Lát nữa, cô ở lại đây với giám đốc Lâm, giới thiệu tình hình cho cậu ấy. Thầy ơi, không cần đâu. Anh ấy là nhân tài từ nước ngoài về, cần gì em phải giới thiệu chứ? Cô biết rõ hoàn cảnh của cậu ấy nhỉ? Em tìm hiểu qua loa một chút thôi. Thầy cho em về cùng đi. Ngoan ngoãn ở lại đây. Tốt rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Được, chào anh, gặp sau nhé. Chân em không sao chứ? Không cần anh lo. May cho em đấy, lúc nhỏ đã tập thói quen luôn đem theo cái này, giờ anh vẫn luôn giữ đấy. Em nói xem,
Hồi nhỏ chúng ta không sợ trời, không sợ đất. Lớn rồi, sao lại thành thế này chứ? Có lúc anh cũng nghĩ, có đúng là chúng ta từng ở bên nhau không? Có phải là đã từng yêu nhau không? Có phải em cũng đã từng yêu anh hay không? Giờ nói những điều này, anh không thấy nực cười sao? Vivi, xin lỗi. Alo, Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, sao cậu đến đây? Vivi, mình muốn đến chỗ cậu ở mấy hôm được không? Được không hả? Tất nhiên là được. Nhưng cậu không phải đi làm à? Vivi, mình có thai rồi. Thật à? Cậu sắp làm mẹ rồi, Nguyễn Nguyễn. Mẹ của Triệu Thế Vĩnh đồng ý rồi hả? Hay là anh ta không chịu cưới? Rốt cuộc là như thế nào vậy? Mình vẫn luôn cho rằng vì anh ấy còn nhỏ quá. Cho đến hôm nay, đúng là trò cười vĩ đại. Thế Vĩnh kết hôn rồi. Cô dâu không phải là mình, mà mình lại là người cuối cùng được biết. Nực cười không? Triệu Thế Vĩnh đúng là thằng khốn. Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Giờ cậu định thế nào? Kể từ lúc mình biết, anh ấy lừa dối mình. Tình yêu của chúng mình đã chết hẳn rồi. Mấy năm nay mình không ngừng vun đắp tình cảm. Dù anh ấy thế nào, mình cũng không rời xa anh ấy, bởi vì mình thực sự rất trân trọng. Rất trân trọng tình cảm chúng mình dành cho nhau. Thời thanh xuân đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng mình nhận ra mình sai rồi. Tình yêu của chúng mình vốn không giống như là mình tưởng tượng. Chưa bao giờ giống. Mình trưởng thành rồi, nhưng anh ấy thì không. Nhưng hai người đã có con. Đúng. Bỏ tên đàn ông thối tha đó cũng được. Nhưng con thì phải làm sao? Kết quả khám thai này cho thấy thai đã được 40 đến 50 ngày. Xin hãy bỏ đi. Bỏ. Cô chắc chứ? Mình đi rót cho cậu cốc nước. Cậu uống thuốc trước đi.
Nguyễn Nguyễn, sao cậu lại? Vi Vi, cậu còn nhớ mình từng nói với cậu rằng mình và anh ấy gặp nhau lần đầu chính là vì thứ này không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.